Xin chào, tớ là Jenny. Hôm nay tớ sẽ đọc cho các bạn là Ai ở sau lưng bạn thế? Đây là chuyện tiếng Việt. Sau lưng mình là ai thế? Ồ, là bạn thằn lằn. Phía trước bạn thằn lằn là ai thế nhỉ? Ồ, bạn trâu đấy mà. Bạn Trung ơi, người bạn nhỏ xíu phía sau cậu là ai vậy? Ồ, đấy có phải là vỏ ốc không nhỉ? Nhìn kia, vỏ ốc đang chuyển động kìa. Đấy, ý hóa ra là bạn ốc muộn muộn hồn mượn hồn thế. Phía trước các bạn ốc mượn hồn là ai vậy nhỉ? Ô, là các bạn cua đấy mà. Phía đuôi các bạn cua là ai thế nhỉ? À, là bạn cá ngựa. Phía sau các bạn cá ngựa là ai thế nhỉ? Ô, là bạn bò biển đấy. Thế phía trước bạn bò biển là ai? Ô, là các bạn chim đấy mà. Phía trước các bạn chim là ai nhỉ? Là ai thế nhỉ? À, là các bạn bướm. Phía đuôi các bạn bướm là ai thế nhỉ? Là ai thế? Ô, thì ra là bạn rắn. Phía đuôi bạn rắn là ai? À, là bạn rùa đấy mà. Bạn này rùa ơi, phía sau bạn là ai thế? Là tớ đây mà. Chúng mình luôn ở gần bên nhau đây. Bên nhau đấy. Bên nhau đấy. Hay không?